Rồi nhà vườn xin giao lưu với nhà mình một cây trắc lá nhỏ nha. Trắc này là trắc dây hay còn gọi là trắc gai, siêu lũ luôn, chưa tác động máy móc gì luôn nha. Phần đây lũ rinh nè, phần đây là thân khô lũ, chưa tác động nha. Cái hòn mình đo được ngay chỗ này là 46, cây cao là 32, đang nằm cái chiều rộng nhất của cái cây từ cái mỏm này ra cái đuôi này là 65, đang nằm cái chậu hộp xoài oval lọt lòng là 46, dài nhất nha. Cây này mình xin giao lưu là 1.500k bao ship luôn chậu luôn. Cây này đã sống khỏe rồi, là một cây trắc nha cả nhà, xoắn cũng khá là đẹp. 1.500k bao ship luôn chậu. Chậu này là chậu xi măng đúc áp lực nha. Là một cây trắc siêu lũ. Lũ trắc thì mình biết rồi, rất là đẹp. Cái này về mình vệ sinh lại là cái lũ này rất là đẹp nha. Đây cái đầu sống ở đây. À cái đầu sống lên tới đây luôn chứ. Đầu sống lên đây luôn. Rồi 1.500k bao ship luôn nha. Rồi xin qua cây này luôn.